Từ miền xa ta đến nơi đây, gặp lại nhau trên mảnh đất này. Bình Dương ơi thân quen biết mấy, Bình Dương quê mình đây rồi. Bến chúng tôi đang có mặt trên sông Sài Gòn, dòng sông mang nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương. Cùng khám phá trên sông có gì đặc biệt và hấp dẫn nhé. Sông Sài Gòn giữ vai trò vô cùng quan trọng, cung cấp nguồn nước ngọt và phù sa cho cây trái xanh tốt quanh năm. Đồng thời, còn là sợi dây kết nối Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng bằng giao thông thủy. Trải qua Bình Dương, sông Sài Gòn uốn lượn qua nhiều điểm du lịch hấp dẫn, độc đáo không thể bỏ qua đối với du khách. Sông Sài Gòn, điểm hẹn du lịch hấp dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú và trải nghiệm những hoạt động đầy thú vị nhé. Điểm khám phá thú vị đầu tiên đó là vườn cây ăn trái lái thiêu, thương hiệu đã rất nổi tiếng từ lâu của Bình Dương cả trong lẫn ngoài nước. Cách thành phố Thủ Dầu Một khoảng 10 km về phía nam, nơi đây được xem là thiên đường của các loại trái cây miền nhiệt đới thơm ngon tại Bình Dương. Vườn trái cây lái thiêu thực sự là một địa điểm lý tưởng để bạn cùng gia đình ghé thăm vào mỗi dịp cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ. Vườn trái cây lái thiêu có đến hàng chục loại cây trái được trồng với mật độ vừa phải. Du khách thoải mái đắm chìm trong không gian tươi mát của các vườn chôm chôm đỏ sực, vườn xoài vàng ươm, vườn sầu riêng xanh mát, vườn măng cụt xum xuê và vườn bòn bòn vạt mộng. Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, mùa trái cây chín rộ nhất, hàng trăm nghìn du khách đã đến lái thuyền nghỉ ngơi, tham gia lễ hội trái cây, vui chơi và tận hưởng bầu không khí trong lành. Có rất là nhiều cách để chúng ta du lịch khám phá những cảnh đẹp ở Bình Dương bằng đường sông. Chúng ta có thể đi từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Bình Dương để mà khám phá những địa điểm đẹp đó. Nhưng mà còn Bùi Tuyết thì Bùi Tuyết sẽ chọn cách là chúng ta sẽ xuất phát từ bến du thuyền Tia Mon. Chỉ có cây trái xum xuê trĩu quả, đi dọc ven bờ sông Sài Gòn thơ mộng gần khu vực chợ Thủ Dầu Một, du khách sẽ gặp một công trình nhà cổ trang nghiêm theo lối kiến trúc đậm chất Nam Bộ, đó chính là nhà cổ Trần Văn Hổ. Đây là điểm đến tiếp theo trên hành trình dọc theo sông Sài Gòn. Nhà ông Trần Văn Hổ tọa lạc tại số 18 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nơi ghi dấu đầy đủ và rõ nét về cuộc sống của chủ nhân ngôi nhà cũng như của xã hội Bình Dương cách đây hơn 120 năm. Nhà ông Trần Văn Hổ, một công trình kiến trúc cổ có giá trị lịch sử, nghệ thuật, truyền thống dân tộc, minh chứng cho sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của vùng đất và con người Bình Dương, cả trong quá khứ cũng như hiện tại. Vậy chúng ta hãy cùng tiếp tục với lại Bùi Tuyết và anh Thiện để cùng khám phá du lịch. Đúng rồi. Dạ. Cũng trong cái khu vực mà nhà cổ nè, chợ thủ này, chúng ta sẽ được nhìn thấy và tham quan cái nhà Việt Phú Cường. Dạ. Mà bây giờ đó là nhà truyền thống Thủ Dầu Một. Truyền thống Thủ Dầu Một. Đúng rồi. Dạ. Điểm đến đáng chú ý trong hành trình du lịch khám phá sông Sài Gòn còn có đình Bến Thế, lò Lu, Đại Hưng. Tiếp tục dọc theo sông Sài Gòn khoảng 20 km, chúng ta sẽ đến với một ngôi làng ngầm kỳ diệu ở Bình Dương trong hành trình khám phá sông Sài Gòn, địa đạo tam giác sắc trên vùng đất ba xã An Điền, An Tây, Phú An thuộc thị xã Bến Cát.
Khu di tích lịch sử cách mạng này sẽ mang lại cho chúng ta cảm xúc tự hào về truyền thống cha ông, về người Bình Dương trung dũng, kiên cường, về một dân tộc Việt Nam bất khuất. It's all the different beautiful nature, I think, that's surrounding the waterways and just a diverse set of trees and different plants and stuff, yeah. Cũng tại thị xã Bến Cát có một làng tre nổi tiếng, đó là làng tre Phú An, tọa lạc tại xã Phú An. Đây cũng là một trong những địa điểm dã ngoại được đông đảo du khách yêu thích, giúp chúng ta trở lại với quang cảnh mượt mà, xanh mát của thiên nhiên. Làng tre Phú An là một khu du lịch không chỉ thu hút những lượng khách đam mê về khoa học để mà nghiên cứu những giống tre được bảo tồn tại đây. Bên cạnh đó còn thu hút rất là nhiều những lượng khách mê sự yên bình, mê sự bình yên giữa lòng phố thị như thế này. Và điểm dừng chân hấp dẫn được rất nhiều bạn trẻ chọn đến thời gian gần đây, đó là khu du lịch núi Cậu, Hồ Dầu Tiếng. Chúng ta đang có mặt tại Hồ Dầu Tiếng, điểm cắm trại cực chiêu được cư dân mạng săn lùng rất nhiều tại Bình Dương. Một khung cảnh nên thơ, cây cối xanh mát và bầu không khí trong lành cũng là điểm kết thúc hành trình khám phá du lịch đường sông đầy thú vị. Quần thể núi Cậu với tổng diện tích hơn 1.600 hectare, gồm 21 ngọn núi, 7 ngọn lớn và 14 ngọn nhỏ. Ngọn núi có dạng hình chữ U. Ngọn núi cao nhất là núi Cửa Ông, cao 295m, núi Ông cao 285m, núi Tha La cao 198m và núi thấp nhất cao 63m là núi Chúa. Bốn ngọn núi này gắn liền với nhau tạo thành một dãy núi nhấp nhô kéo dài nằm chết về hướng Bắc, Đông Bắc và Nam, Tây Nam. Điều thú vị chính là trong những ngày trời quang mây tạnh, đứng ở lòng Hồ Dầu Tiếng, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi Cậu và cả núi Bà thuộc tỉnh Tây Ninh. Điều trùng hợp, cả hai ngọn núi nổi tiếng khắp miền Đông Nam Bộ này đều có những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng. Ngày hôm nay mình rất là vui khi được có cơ hội trải nghiệm du lịch bằng đường sông tại Bình Dương. Mặc dù là ở Bình Dương cũng đã 20 mấy năm rồi, nhưng mà cũng chưa có dịp nào để được tham quan, trải nghiệm và nghe những cái di tích lịch sử, những cái đặc điểm rất là nổi bật của Bình Dương. Mình đi trên sông nó rất là mát mẻ, nó không có khói bụi. Rồi mình được ngắm nhìn quang cảnh và những cái cảnh mà ở Bình Dương á, mà bình thường mình đi trên đường bộ mình không có nhìn được. Bình Dương thì sở hữu nhiều cái loại hình du lịch, trong đó du lịch đường sông là một trong những cái sản phẩm khá là thu hút khách, đặc biệt đó chính là khách Sài Gòn và một số tỉnh ở lân cận. Hương vị của cái du lịch đường sông là cho du khách có được tổng hợp và tất cả những cái sản phẩm du lịch của Bình Dương luôn. Đến với cái hành trình mà tham quan khám phá cái đường sông của Bình Dương á, thì du khách thứ nhất là có thể du lịch sinh thái nè, ghé thăm những cái văn hóa nè, di sản văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, di tích lịch sử, và cho du khách có một cái cảm nhận đầy đủ về một cái vùng quê, một cái địa phương khá là phát triển như Bình Dương. Du lịch đường sông trên sông Sài Gòn quả là rất thú vị, không chỉ thưởng ngoạn cảnh sông nước mà còn được thả mình khám phá các điểm du lịch nổi tiếng dọc theo dòng sông với đầy đủ các loại hình như du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Dòng sông Sài Gòn còn có những khu nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách lưu trú và thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng.
Ai đã một lần du lịch bằng đường sông chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được những cảm giác mới lạ, độc đáo và hấp dẫn, cuốn hút và níu giữ lòng người. Đó sẽ là lợi thế lớn của du lịch Bình Dương nếu có sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa. Và chương trình Tôi Yêu Bình Dương do Báo Bình Dương thực hiện hôm nay đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.